Em Đức Kyo xin kính chào toàn thể các bác trên toàn quốc và các bác dân chơi đồng hồ đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ Đức Kyo nhé. Và trong phiên ngày hôm nay em xin lên sóng 6 mẫu đồng hồ giao lưu với các bác ạ. Lại là những cái sản phẩm đồng hồ cơ cổ rẻ đẹp chất lượng mang đến cho tất cả những quý khách hàng thân yêu tại shop ngày hôm nay. Và em mới về được những cái mẫu sản phẩm rất là chất lượng để giao lưu với các bác ạ. Đây, và chiếc sản phẩm đầu tiên em lên trong buổi video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Audiolé, một cái thương hiệu chính hãng của Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy, những cái sản phẩm đồng hồ cổ xưa. Đấy, với những cái kiểu dáng với thiết kế rất độc đáo, rất đẹp mắt. Đấy, hàng về thêm một chiếc đồng hồ cực độc lên giao lưu. Đấy, với các bác này, chiếc Audiolé với toàn bộ phần mặt được thiết kế vân lụa vải dát vàng rất đẹp mắt các bác ạ. Chiếc này chạy bộ máy lên có tay 17G nhá. Bộ máy có tay 17G, 2,5 kim. Đấy, kim rốn đang chạy bon bon phía dưới. Em này mặt màu vàng, có cái vân lụa vải. Đấy, trục tung họa, trục tung hoành. Đấy, kẻ ngang dọc chia đôi 4 phần. Rất là độc đáo luôn. Đấy, đặc biệt là trên phần niềng của chiếc đồng hồ các bác nhé. Phần niềng của chiếc đồng hồ được thiết kế bọc vàng. Bọc vàng vân đấy, vân phay xước rất là đẹp. Vân phay xước và các cái cọc số hình chữ X. Đấy, các cái cọc số hình chữ X thiết kế thụt xuống các bác ạ. Tạo điểm nhấn cực kỳ sâu sắc. Đấy, các cọc số thụt xuống này, đấy, hình chữ X. Đấy, rất là đẹp. Chiếc này chạy bộ máy lên cót tay. Size mặt là 35 các bác ạ, size 35. Đấy, siêu to. Phần vỏ bọc vàng, đáy là steel back. Đấy, chiếc đồng hồ Audiolé, một cái phiên bản chính hãng của Thụy Sĩ xuất xứ những thập niên 1996X. Một chiếc đồng hồ mà để kiếm được những sản phẩm thứ hai rất là khó nha các bác ơi. Đấy, em phải bán bao nhiêu lâu rồi em mới gặp lại được chiếc đồng hồ Audiolé này. Đợt trước đã giao lưu với các bác, hôm nay em tiếp tục lên được một sản phẩm chất lượng. Về những cái sản phẩm này các bác yên tâm là máy móc nguyên bản nhé, và chạy cực kỳ ổn định luôn. Zin hết nguyên bản trừ dây khóa các bác ạ, trừ dây và khóa. Dây là dây cá sấu câu tay chỉ nổi rất đẹp. Chiếc Audiolé ngày hôm nay em giao lưu với các bác là 2.900.000 đồng nhé. 2.900.000 đồng cho em cho mã số 1 các bác ạ. Cái mã số 1 rất độc đáo. Bác nào quan tâm đến những cái mẫu đồng hồ tại shop và các bác liên hệ qua hotline trên bài viết em để nhé. Em để lại hotline và số điện thoại, các bác liên hệ với shop. Đấy, khi các bác đã xem video clip mà chưa kịp hiểu rõ về thông tin sản phẩm, các bác cứ liên hệ với shop để được báo giá và chi tiết và nhờ nhận thông tin sản phẩm một cách chi tiết hơn. Và chiếc đồng hồ thứ hai, chiếc mã số 1 là 2.900.000, chiếc Audiolé. Đấy, chiếc đồng hồ số 2 là một chiếc đồng hồ Morris, một phiên bản hoài cổ mang thương hiệu Morris các bác nhé. Lại là những cái chiếc đồng hồ cổ rất độc đáo, rất đẹp mắt. Morris, dòng Grand Fix. Dòng Grand Fix phiên bản đường đua với logo, thương hiệu và tên được khắc ở đằng sau đáy các bác ạ. Chiếc này size cũng rất là to, size mặt là 35. Size mặt là 35 với phần vỏ bọc vàng mới tinh. Mới tinh, tuyệt là đẹp. Một chiếc đồng hồ cổ xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập của các bác, xứng đáng được đeo trên tay. Đấy, những đôi tay quý giá. Chiếc đồng hồ Morris, logo vàng các bác nhé, logo vàng thương hiệu Morris, đặt cốc 12 giờ. Đấy, Unbreakable Cement Spring. Chiếc này chạy bộ máy lên có tay 17G, dòng size mặt là 35, siêu mỏng các bác ạ. 4 chân càng dài thẳng cực kỳ mới luôn. Đấy, gần như là những cái sản phẩm bên em đã gọi là hàng tuyển chọn. Hàng tuyển chọn, hàng đẹp lên giao lưu với các bác. Đấy, các bác có thể tham khảo video clip bên em quay rất chi tiết, mô tả cực kỳ tỉ mỉ, sắc nét. Đấy, cái phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ. Đấy, đáy có logo và tên thương hiệu, cái phiên bản Grand Prix rất là đắt các bác nhá. Đấy. Và ngày hôm nay em giao lưu với các bác chiếc Morris với giá là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng ạ, cho em mã số 2. Chiếc đồng hồ cơ cổ
rất là đẹp và rất là mới. Đấy, hàng tuyển chọn, hàng chất lượng tốt. Nên giao lưu với toàn thể các bác, hy vọng là các bác sẽ gọi là ưng ý, các bác sẽ thích những sản phẩm của chốt, của shop và các bác chốt luôn. Đấy, em nên giao lưu có một vài triệu thôi các bác ạ, cũng không đáng là gì nhiều. Đấy, so với những cái công sức của các cái nghệ nhân bên Tây, họ sản xuất, họ thiết kế ra. Đấy, và về Việt Nam với giá thành chỉ có hơn 1 triệu đồng đến hơn 2-3 triệu. Em lên tiếp một chiếc đồng hồ Nga. Những cái mã em lên cho các bác từ đầu buổi video giờ toàn là những cái mã đẹp mới tinh. Và tiếp tục là một chiếc đồng hồ Slava của Nga. Đấy, chiếc Slava chạy bộ máy lên cóc tay 26G nha các bác. Đấy, 26 chân kính. Đấy, phiên là chiếc đồng hồ này phiên bản dòng cóc tay. Cóc tay các bác ạ, mặt hai màu, mặt hai nửa màu các bác ạ, mặt màu trắng và mặt màu ghi hai nửa màu với các cái vân caro vuông. Đấy, vân lụa caro vuông rất là đẹp mắt. Các bác thì soi kỹ cho các bác xem. Đấy, chiếc này 3 kim, 2 ô cửa lịch. Lịch màu đỏ nhá, lịch màu đỏ là lịch thứ được thiết kế bằng tiếng của Nga. Đấy, lịch ngày là mã chữ số thôi. Đấy, chiếc này có hai núm, một núm này là để bấm lịch các bác, núm trên này bấm lịch, núm dưới là để chỉnh giờ nhá và lên cót. Chiếc đồng hồ Slava của Nga. Em này size siêu to, size mặt là 37 các bác ơi. Size mặt là 37 với phần niềng thiết kế độc đáo, niềng băm. Đấy, cách điệu nghệ thuật băm quanh viền. Chiếc đồng hồ Slava với phần vỏ bọc vàng còn rất là mới rồi các bác ạ. Rất là mới, đáy là thép inox. Đấy, một chiếc đồng hồ cực kỳ đáng chơi và đáng sưu tập. Đấy, lên tay cho các bác. Chiếc này em đang giao lưu với giá là 1.600.000 đồng các bác nhá. 1.600.000 đồng ạ, cho em mã số 3. Đấy, một cái mã đồng hồ mới tinh. Đấy, hàng đẹp, hàng chuẩn, hàng chất lượng. Đấy, các bác mà nhận hàng cái những sản phẩm của shop các bác lên. Đấy, các bác mà lên tay thì thôi rồi luôn ạ, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, những cái mã đồng hồ bên em. Đấy, 1.600.000 đồng cho mã số 3. Đấy, và em lên một chiếc đồng hồ mã số 4 các bác nhá. Mã số 4 là một chiếc đồng hồ Prim, một phiên bản Prim của Tiệp Czech Slovakia. Đấy, một chiếc đồng hồ mang thương hiệu chính hãng Hoài Cổ đến từ đất nước Czech Slovakia. Chiếc này phần vỏ bọc vàng. Bọc vàng, đáy là thép inox. Cái phần này không phải bị mòn nữa các bác nhé. Đây, phần này được thiết kế để bậy nắp. Đấy, do ý đồ của nhà sản xuất ạ. Nhiều các bác không biết là cứ bảo bị mòn vàng, nhưng mà không phải. Chiếc Prim mặt kịch độc các bác ạ, mặt màu cà phê rang. Đấy, mặt màu cà phê rang cháy cạnh. Rất đẹp, rất bắt mắt. Chiếc này chạy bộ máy lên cót tay 17 chân kính. Máy cót tay 17G với size mặt là 34. Một chiếc đồng hồ mặt kịch độc thương hiệu Prim, cà phê rang chạy cạnh, phần vỏ bọc vàng, đáy là thép inox Ecarblock, một thương hiệu Prim. Rất nhiều các bác chơi và yêu thích mẫu đồng hồ săn đón, và hôm nay em để giao lưu với các bác có 1.600.000 đồng nhé. 1.600.000 đồng cho mã số 4 các bác. Những cái mã đồng hồ rất là rẻ, đẹp và kích độc tại shop ngày hôm nay. Đấy, bên em giao lưu với các bác giá cực kỳ hợp lý. Đã thế rồi mặt lại còn thiết kế theo kiểu cổ các bác ạ, theo kiểu sức xước. Đấy, sức xước kiểu cổ điển nghệ thuật đấy. Mặt màu cà phê rang cháy cạnh rồi. Đấy, rất là đẹp nhá. Mã số 4 là 1.600.000 đồng. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 5. Mã số 5 cũng là một chiếc đồng hồ kịch độc shop, kịch độc kịch đẹp. Đấy, Bulova phiên bản cá voi si kinh biển cả. Một chiếc Bulova hoài cổ với thiết kế phần vỏ bọc vàng. Bọc vàng 10K, đấy là thép inox Stubex. Đây là phiên bản dòng Bulova N0 nha các bác. Đấy, trên những chiếc đồng hồ cổ đều có ký hiệu của những dòng sản phẩm Bulova. Đấy, M và N các đời, các năm sản xuất. Chiếc Bulova với phần mặt vàng vân cát sần. Đấy ạ. Với thiết kế bộ mặt dial đẹp kinh khủng. Đấy, có thể làm say đắm những người đam mê và chơi đồng hồ
Đấy, siêu lòng luôn các bác ạ, siêu lòng về những cái vẻ đẹp, về những cái sản phẩm đồng hồ tại shop. Đấy, mỗi một buổi là những cái video mang đến cho các bác những niềm vui, những bất ngờ nho nhỏ. Và chiếc Bulova với bốn chân càng độc đáo nghệ thuật. Đây, bụng chân, đôi chân càng ở trên và đôi chân càng ở dưới liền khối các bác nhá. Đấy, không phải là được thiết kế sản xuất trực tiếp từ phần vỏ để đi ra, mà đây là liền một khối. Đấy, hai chân càng ở trên liền một khối, tạo thành những cái điểm nhấn rất là sâu sắc. Em Bulova này size mặt là 33.5. Đấy, chạy bộ máy cơ tự động 3 kim 2 ô cửa lịch. Các cọc số La Mã, các cọc số La Mã cổ điển kết hợp các cọc số hình chữ nhật, đính đá các bác ạ, đính đá rất cách điệu, rất nghệ thuật. Đấy, những cái cọc số này đính 4 viên đá. Còn các cọc số La Mã thì được đính những cái viên đá thẳng luôn, thẳng dọc luôn. Đấy. Chiếc Bulova này thì độ mới hoàn hảo rồi các bác, độ mới hoàn hảo. Đấy, đẹp kinh khủng luôn, đẹp. Đấy, đã mắt, sướng đôi mắt, đeo lên tay sướng đôi tay. Chiếc Bulova ngày hôm nay em giao lưu với các bác với giá là 3.900.000 đồng. 3.900.000 đồng cho em mã số 5 các bác nhá. Đấy, mã số 5, một chiếc đồng hồ thị sĩ kích động. Ngày hôm nay tiếp tục với những mã sản phẩm đẹp, đấy, chất lượng để lên giao lưu với các bác rồi. Hy vọng là các bác xem video của shop sẽ các bác có thể đấy, ủng hộ bên em một vài sản phẩm đấy, trong cái buổi video của shop. Em bán đồng hồ cũng là mang cái giá trị đấy, mang cái niềm vui, những cái vẻ đẹp, những cái niềm vui đến cho cuộc đời. Và một chiếc đồng hồ cuối cùng ở đây em xin phép lên giới thiệu với các bác là một chiếc đồng hồ full box. Đấy, một chiếc đồng hồ full box Bostock của Nga, full hộp sổ thẻ. Đấy, một chiếc đồng hồ hàng chất lượng tốt. Đấy, mở hộp sau đây các bác sẽ cùng đi khám phá với em chiếc đồng hồ Bostock này nhé. Một chiếc đồng hồ full hộp sổ thẻ đây, sách sổ Bostock của Nga. Đấy, có nhà sản xuất này. Đấy, ký hiệu toàn của tiếng của nước Nga hết cho các bác. Cách hướng dẫn sử dụng đồng hồ, ký hiệu. Đấy, các cái năm đời sản xuất, các cái bộ máy. Đấy, hướng dẫn sử dụng luôn cho các bác ở trong này hết. Đấy, các bác nào biết tiếng Nga thì các bác mua về tìm hiểu thêm. Chiếc Bostock, một cái phiên bản hoài cổ chính hãng này các bác. Đấy, sản xuất những thập niên năm 90. Đấy, đấy, sản xuất những năm 90 rồi các bác. Đấy, chiếc này thì hàng sản xuất hiện đại theo phong cách tân cổ điển. Phần vỏ trắng, phần vỏ được thiết kế vỏ trắng. Đấy, đáy là logo Đại Bàng. Đấy, logo Đại Bàng còn nguyên tem mác. Gần như đây là một sản phẩm chưa lên tay các bác ạ. Độ mới rất là cao. Đấy, chưa lên tay luôn. Chiếc Bostock chạy bộ máy lên cót tay 17 chân kính. Đấy, mặt Neo 2 kim rưỡi, đặc biệt là vòng tròn kim rốn, đang chạy được thiết kế ở góc 9 giờ. Đấy, chiếc Bostock với kiểu dáng 4 chân càng cổ điển. 4 chân càng cổ điển rất đẹp, rất đã mắt các bác ạ. Đấy, lúm được thiết kế ở góc 2 giờ. Chiếc này size mặt là 36 các bác nhá. Zin cả dây, zin cả dây. Đấy, Bostock zin cả dây cả khóa luôn. Và full box, full hộp sổ thẻ. Một chiếc đồng hồ mà rất là đáng được các bác chơi và sưu tầm. Không chỉ là những cái món sản phẩm trang sức đeo tay, mà còn là những cái sản phẩm quà tặng. Đấy, các bác mua những cái sản phẩm này các bác đem làm quà tặng, quà biếu. Đấy, rất là giá trị luôn. Đấy, và không có thể so sánh được. Đấy, bằng những phong bao, phong bì các bác nhá. Đấy, những cái sản phẩm đồng hồ cổ xưa đẹp, các cọc số học trò rất to. Đấy, màu đen nổi bật trên nền mặt trắng. Chiếc này được thiết kế cả khung 24 giờ. Đấy, khung viền ngoài cùng là 24 giờ. Đấy, một sản phẩm rất xứng đáng, rất là chất lượng. Đấy, hôm nay mã số cuối cùng, mã số 6, bên em lên giao lưu và sẽ chi ân cho các bác đậm sâu. Mẫu sản phẩm Bostock này với giá là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng cho em cho mã số 6 các bác nhá. Đấy, các bác nào mà xem video của shop, các bác thích mẫu nào thì các bác liên hệ nhanh. Bởi vì những cái mẫu em lên là toàn những cái mẫu đồng hồ tuyển chọn, hàng đẹp, hàng tốt. Đấy, em lên bán rất nhanh nhá. Nhiều các bác hỏi vừa mới lên một vài tiếng đã bán luôn rồi. Đấy, các bác cũng biết là cái độ hot của những video shop lên. Đấy, mã số 6 là 2.300.000 đồng nhá. Cũng là mã cuối cùng của buổi video ngày hôm nay.
bên em nên giới thiệu với các bác 5 mẫu sản phẩm đồng hồ. Đấy, hy vọng là các bác sẽ cảm thấy thoải mái, đấy, cảm thấy thích những cái sản phẩm của bên em hôm nay. Đấy, bên em xin phép là dừng buổi video tại đây. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công, đấy, cùng nhau vượt qua mùa đại dịch Covid khó khăn để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Đấy, xin chúc các bác thành công rực rỡ nhé. Bên em chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn ạ.